Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dành 1 phút để bóc phốt về Đại Nam đấy. Bí mật nhá, chỉ chúng mình biết thôi đấy nhá, uy tín luôn. Ở Đại Nam, chúng mình không gọi thầy cô là những người lái đò đâu các bạn ạ. Phải gọi là thuyền trưởng. Bởi vì những người lái đò chỉ đơn giản đưa chúng ta đến với bến bờ của tri thức. Còn những người thuyền trưởng, họ đưa chúng ta không chỉ tri thức mà còn là kỹ năng, mà còn là sự trưởng thành. Sau khi ra trường, dù có đối mặt với là bao nhiêu sóng gió ngoài kia thì các bạn hoàn toàn tự tin và hoàn toàn bản lĩnh đối mặt với tất cả những điều đó. Giáo viên không phải là những người cha, người mẹ thứ hai đâu. Họ chỉ là những người anh, người chị. Họ đủ trưởng thành để định hướng, để dìu dắt chúng mình. Và họ cũng đủ gần gũi, đủ chân thành để cảm thông, để chia sẻ. Đôi khi họ gần gũi như chính những người bạn của chúng mình vậy. Thế nên ở Đại Nam, khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành thì thầy cô lại trẻ lại. Mình có 5 năm trước khi vừa tốt nghiệp cấp 3 không bao giờ dám nghĩ đến chuyện nói trước ống kính, nói trước đám đông hay là bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Thế nhưng các bạn thấy đấy, bây giờ mình đã thay đổi rất nhiều rồi. Bởi vì ngoài giờ học ở trên lớp, chúng mình có rất nhiều câu lạc bộ để tham gia, có rất nhiều chương trình ngoại khóa. Tham gia các chương trình ngoại khóa đó, sự bản lĩnh và tự tin hình thành trong chúng mình từ lúc nào mà đến bản thân mình cũng không hề hay biết. Bạn có nghe chuyện sinh viên chấm điểm giảng viên không? Sinh viên chấm điểm giảng viên á? Không thể nào. Chưa chắc đâu nha. Ở Đại Nam thì có đấy. Sau khi kết thúc mỗi môn học, chúng mình được tham gia chương trình đánh giá giảng viên. Thông qua điều đó, sinh viên được thể hiện quyền dân chủ của mình, thể hiện quan điểm của mình. Nhà trường, ban giám hiệu hoàn toàn có thể theo sát tất cả những chương trình và nội dung học. Và với các thầy cô, đây cũng là một động lực rất lớn để các thầy cô không ngừng trau dồi kiến thức, không ngừng hoàn thiện bản thân. Điều đó chính là động lực để cho Đại Nam ngày càng phát triển đấy các bạn ạ. Ban đầu Đại học Đại Nam không phải là lựa chọn của em, nhưng mà sau quá trình tìm hiểu về khoa công nghệ thông tin thì em quyết định theo học tập tại đây. Và sau quãng thời gian 4 năm học tập thì em cảm thấy đấy quả thật là một quyết định sáng suốt của mình. Các thầy cô thì có trình độ chuyên môn rất là cao và các thầy cô cũng luôn rất là thân thiện và mang trong mình cái năng lượng rất là tích cực để lan tỏa đến sinh viên chúng em. Ngoài ra thì nhà trường cũng có đội ngũ là cán bộ, là giáo viên chủ nhiệm của các lớp. Các thầy cô luôn luôn lắng nghe và chia sẻ các đối với sinh viên trong các vấn đề về đời sống cũng như là trong học tập. Ngoài ra thì nhà trường cũng có cơ sở vật chất rất là tốt để cho sinh viên khoa công nghệ thông tin nói riêng và sinh viên các khoa khác trong trường nói chung có cơ hội, có môi trường để có thể ứng dụng thực hành. Thì sau quãng thời gian 4 năm học tập tại đây, với sự nỗ lực cố gắng của bản thân và những tri thức được các thầy cô truyền đạt lại thì em đã đạt được kết quả xuất sắc và được thành phố Hà Nội vinh danh là một trong những thủ khoa xuất sắc đầu ra. Học ở Đại học Đại Nam quả thực là một sự lựa chọn đúng đắn. Ở đây em không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, khả năng làm việc nhóm và nâng cao thể lực thông qua bộ môn kỹ năng mềm. Sau năm nhất đại học, từ một cô sinh viên sợ đám đông thì nay kỹ năng giao tiếp của em ngày càng được cải thiện và quen biết thêm nhiều người bạn mới. Hội đồng nhà trường và ban giám hiệu luôn công tâm lắng nghe và nắm bắt tâm tư của sinh viên để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Sau một tháng học tập tại trường thì em thấy thầy cô rất tận tình quan tâm đến học sinh và giải đáp mọi thắc mắc cho học sinh. Và em được học môn kỹ năng mềm thì môn đó đã trang bị cho em được kỹ năng sống và giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Em thấy quyết định của em là rất là đúng đắn khi đã đưa ra quyết định sớm, vì khi em đã yên tâm học hành tại ngôi trường Đại học Đại Nam rồi thì các bạn cùng trang lứa loay hoay chờ điểm thi, chờ điểm chuẩn. Em chọn Đại học Đại Nam vì môi trường Đại học Đại Nam là môi trường học ứng dụng và có nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên. Môi trường Đại học Đại Nam em rất ấn tượng với em khi em thấy rất nhiều hoạt động ở trên trang web trường và được các anh chị khóa trên giới thiệu rất là nhiều. Và em đã đưa ra một quyết định khá sớm, gửi hồ sơ xét học bạ vào môi trường Đại học Đại Nam. Đầu tiên là em thấy trường Đại học Đại Nam là một ngôi trường rất là năng động. Ở đội ngũ giảng viên của trường mình rất là tận tụy và rất là giỏi. Tuy là bọn em học online thôi nhưng mà thầy cô rất là sát sao với cả việc học của bọn em và cũng cố gắng làm sao cho bài giảng trở nên sôi nổi. Em mong là sau dịch Covid này trường sẽ triển khai thật là nhiều hoạt động đến cho sinh viên như bọn em tham gia nhiều hơn và sẽ có nhiều, bọn em sẽ được đi thực hành nhiều hơn. Xin chào mọi người, mình tên là Thiên Hà, mình là tân sinh viên chuyên ngành dược K15 của trường Đại học Đại Nam, và đây là mẹ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là phụ huynh của không những là một mà là hai sinh viên đã và đang được học tập và được đào tạo tại trường Đại học Đại Nam. Thật là đáng tiếc khi mà hôm nay chúng ta phải chào hỏi nhau qua một cái hình thức trực tuyến như thế này, chứ không phải là một cái cuộc chào đón và rất là sôi nổi của trường Đại học Đại Nam chào đón tân sinh viên năm 2021. 8 năm trước thì tôi cũng đã gửi gắm cháu gái lớn được tham gia học tập tại trường Đại học Đại Nam. Mặc dù là trong số tất cả những trường mà cháu đã đặt nguyện vọng thì tôi và cháu đã bàn bạc và chọn qua quan hệ công chúng của trường Đại học Đại Nam để học tập. Và khi cháu gái lớn của tôi tốt nghiệp ra trường thì hiện nay cháu đã có công việc ổn định. Cháu đang phụ trách bộ phận truyền thông của bệnh viện đa khoa. Và 8 năm sau thì tôi tiếp tục chọn trường Đại học Đại Nam để gửi gắm cho cháu thứ hai đi học tại trường với một môi trường đầy thân thiện và chất lượng tốt. Tôi cũng như tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn là các cháu cũng như là các thầy cô bước qua cái khó khăn của đợt dịch này để trao dồi kiến thức, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập của mình trong năm học mới này. Các bạn tân sinh viên K15 ơi, chúng mình hãy cùng nhau cố gắng thật nhiều nhé!